Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Bởi vậy, họ cũng có tài trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác. Bởi vậy, họ được mọi người xung quanh yêu quý. Trong công việc, tuổi Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản, mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, sang năm 2021, bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can là Tỷ Kiên. Có thể nói, năm Tân Sửu, tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, đầu tư, kinh doanh, thuận lợi nhờ có quý nhân tương trợ, tiền bạc ùn kéo đến. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Dậu có gặp được quý nhân hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Kỷ Dậu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Kỷ Dậu thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ xuất hiện bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can năm Tân Kim gặp thiên địa chi Sửu Thổ sinh thiên ấn tương sinh. Chủ đạo sự nghiệp của bạn có nhiều may mắn, thuận lợi hợp tác, mưu sự có quý nhân trợ lực. Tuổi Kỷ Dậu năm 2021 dự báo bước vào năm, tuy rằng vận thế tuổi Dậu là khá tốt, nhưng do tuổi Kỷ Dậu nam mạng gặp phải thái tuế, trong năm mới cũng có nhiều hung tinh phá đám, tạo thành vận thế bấp bênh. Tuy vậy, những rắc rối có thể sớm được giải quyết, bạn nên chú ý những vấn đề như ví dụ về sức khỏe, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ gặp nhiều bệnh nặng, tai họa ngầm, tinh thần không tốt. Về tình cảm, bản mệnh chịu nhiều khó khăn, ví dụ như gia đình không thuận, con cái không ở gần bên hay mâu thuẫn với con cái, tình cảm gia đình không tốt. Để mọi việc viên mãn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Kỷ Dậu sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Kỷ Dậu dự báo Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can là Tỷ Kiên. Về phương diện sự nghiệp thì nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, chức vụ tăng lên, các chính sách đãi ngộ cũng theo đó mà tăng theo. Tử vi dự báo sự nghiệp của nam mạng Kỷ Dậu tương đối tốt nhưng không quá ổn định, năm Tân Sửu gặp hung tinh mang đến tai họa. Cho nên trong công việc thì bạn phải cẩn thận, sự chức vụ càng cao thì càng có nhiều điều phải lo lắng mà chúng ta không thể nào dự báo trước được. Cũng giống như nam mệnh, sự nghiệp của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu tương đối tốt nhưng không quá ổn định. Bản mệnh là người có thái độ tích cực trong công việc và hoạt động. Trong công việc không hề kén cá chọn canh, luôn cố gắng làm việc hết mình. Chính vì vậy mà trong năm 2021, nữ mạng Kỷ Dậu sẽ đạt được nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Và những cơ hội này đến thì không nên qua loa đại khái mà cần phải nắm thật chắc, toàn tâm toàn ý cố gắng thì sẽ đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Để có thể tận dụng vận may đổi vận ở tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh.
Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1969. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo tài vận của người tuổi Dậu khá tốt, còn được quý nhân trợ giúp cho nên sẽ thu lợi nhuận trong việc kiếm tiền, cho nên sẽ có được nhiều phúc lợi tăng lên. Tuổi Kỷ Dậu nhìn vận thế cũng không quá tốt vì sức khỏe có vấn đề mà phải đi chữa trị, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Hơn nữa, nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1969 đã có tuổi, cho nên sức khỏe vốn dĩ không tốt, lại càng cần phải tiêu tốn nhiều chi phí. Ngoài ra, có thể là do đầu tư không có lãi, bị người khác lừa gạt vì quá tin người, cho nên tài vận dù có tam hợp thái tuế thì cũng không phát lên được. May thay là vốn dĩ bạn cũng có của ăn, của để, cho nên tài chính mới tạm xem là ổn định, không đến nỗi nào. Trong năm 2021, tài vận của nữ mạng có vẻ có nhiều may mắn. Bản mệnh sẽ có nhiều lương thưởng, hoa hồng cuối năm cũng tương đối nhiều. Đây chính là cơ hội cho sự phát triển của tuổi Kỷ Dậu nữ mạng trong vấn đề tài vận. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội đầu tư tài chính, chứng khoán, cổ phiếu thì nữ mạng tuổi Kỷ Dậu cũng có thể tìm hiểu một chút. Bởi vì bạn sẽ nhận được nhiều may mắn và thuận lợi hơn, cho nên cũng có khả năng thu về nhiều lợi ích. Dù được quý nhân tương trợ, nhưng để mọi kế hoạch đầu tư, kinh doanh và công việc được phát triển một cách thuận lợi và hanh thông, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, tử vi tuổi Kỷ Dậu dự báo tuy không có sao đào hoa, nhưng thái tuế gặp Dậu Kim sinh tam hợp kim cục, cho nên nhân duyên của bạn không quá tệ. Vì tuổi đã cao nên chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu xoay quanh các mối quan hệ gia đình với con cái. Trong năm 2021, vận thế của người Kỷ Dậu sinh năm 1969 có đôi phần khó khăn, tài phú hay sức khỏe đều bị ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tính cách tuổi Kỷ Dậu. Bạn trở nên lạnh lùng, xa cách, khiến cho quan hệ với người nhà không tốt, xa cách hơn và không có tình cảm hạnh phúc. Không khí trong nhà vì thế mà âm u, bức bối, vợ chồng còn có thể ở riêng. Thầy Gia Cát khuyên bạn nên biết cách khống chế tốt tính cách của mình, đừng đem cảm xúc ở bên ngoài về gia đình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng và con cái. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Kỷ Dậu bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, cho nên nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có phần nóng nảy, tính cách khó chiều, đời sống hôn nhân e là vì thế mà gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng. Dù trong năm 2021, tuổi Kỷ Dậu có nhân duyên không tệ, nhưng mà tình cảm lại không có chuyển biến lớn lao, thậm chí còn xảy ra một số mâu thuẫn trong gia đình. Để có thể cải phận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, người tuổi Dậu sinh năm 1969, tam hợp thái tuế, cục diện sức khỏe cũng không quá xấu. Tuy nhiên, vì tuổi cao sức yếu cho nên cũng khó lòng chống lại những căn bệnh của tuổi già. Bên cạnh đó, ngũ hành kim vượng cho nên sức khỏe cần đề phòng đến gan thận. Nam mệnh tuổi này cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, sự ảnh hưởng của hung tinh cũng khiến cho Kỷ Dậu nam mạng mệt mỏi, gặp nhiều vận rủi. Điển hình đó là sự ảnh hưởng của Phi Liêm, một hung tinh khiến cuộc sống hàng ngày khó khăn, đề phòng hỏa hoạn ảnh hưởng. Tốt nhất năm nay tránh xa củi lửa, bảo vệ an toàn bản thân. Hơn nữa, nên chú ý tham gia các hoạt động giao thông an toàn, càng không thể uống rượu, tham gia giao thông. Trong năm mới, nữ tuổi Kỷ Dậu cũng nên cẩn thận bởi bạn có thể bị cảm lạnh, suy yếu, cho nên những lúc giao mùa thì nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, giữ ấm đầy đủ để khiến cho bản thân được tốt hơn. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm nay còn có nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống, công việc bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình, nghỉ ngơi và cố gắng ngủ sớm, ngủ đủ giấc để vừa đảm bảo sức khỏe mà còn để lưu giữ tuổi xuân cho bản thân mình.
Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh? Thứ nhất, về nam Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng trong năm 2021 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, tháng 11 âm lịch kỵ sinh đẻ cho nữ giới hay bệnh hoạn nam giới, bởi vì sao này cửu kiết thập nhức ác. Thứ hai, về nữ Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Người bị sao Thái Bạch thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có kiết, có hung. Người nam giới năm nay gia đạo thăng trầm nên lo âu nhưng có quý nhân giúp đỡ. Riêng nữ giới thường bị đau ốm nên ngừa tiểu nhân và đưa đến sự tranh chấp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.